đặt tên con gái mệnh thổ năm 2023 vừa hay, đẹp mà hợp phong thủy. Một số cái tên hợp phong thủy mang lại giàu sang cho con gái mệnh thổ được nhiều người tìm kiếm. Sở dĩ đặt tên con là điều khiến nhiều bậc sinh thành băn khoăn, bởi vì ai ai cũng mong muốn rằng tên con không chỉ hay, mà còn có nhiều ý nghĩa và gửi gắm được những niềm mong ước lớn lao về tài vận, tương lai của con. Nhắc tới thổ, người ta nghĩ ngay đến đất, là nơi mà cây cối, vạn vật được gieo trồng, sinh sôi và phát triển. Như vậy, thổ là nguồn cội của mọi vật, của sự sống. Đặc trưng của những người mệnh thổ là luôn có thái độ công bằng, khôn ngoan trong nhìn nhận sự việc. Trai gái mang mệnh này cũng có lòng bao dung, sự trung thành và luôn được mọi người tin cậy bởi biết giữ chữ tín. Tuy nhiên, phần lớn những người mang mệnh này được đánh giá là sống khép kín, nhút nhát. Đôi khi họ còn dễ có thành kiến với người khác và hay lo về những khó khăn không tồn tại. Nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn tên mệnh thổ nào cho con gái, hãy tham khảo một số ý kiến dưới đây. Đặt tên con gái mệnh thổ. Bảo Anh, con thông minh và là bảo bối của gia đình. Cẩm Anh, con vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Triều Anh, lớn lên con sẽ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ và cao quý. Diệu Anh, mong muốn lớn lên con là cô gái thông minh và khéo léo. Ái Châu, con luôn được yêu mến, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở. Bằng Châu là tên con gái mệnh thổ với ước mong con có khí chất cao sang và xinh đẹp. Bảo Châu là tên mệnh thổ cho con gái có ý nghĩa viên ngọc trai quý báu của gia đình. Diệm Châu, bé là hạt ngọc tuyệt đẹp mà bố mẹ có được. Ái Diệp, bố mẹ hy vọng rằng con có một cuộc sống giàu sang, sung túc nhưng biết sống nhân hậu và có lòng nhân ái. Ánh Diệp, mong con lớn lên có tương lai tươi sáng. Ánh Diệp là tên con gái mệnh thổ với ý nghĩa con chính là cô gái đẹp nhất trong lòng bố mẹ.